Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người gấp một chiếc hộp kính hình con thỏ nhé. Các chiếc hộp kính con thỏ này tông màu sử dụng của mình hôm nay mình sử dụng đó là tông màu xanh nhé. Con thỏ thì sử dụng tông màu cam. Và dụng cụ làm việc mình như mọi hôm thôi, đó là một chiếc bút, một chiếc kéo, một chiếc thước và một hộp hồ nhá. Mình sẽ kể vấn đề này là 9cm này. Được đôi nó lại này. Mình cắt đi bình thường của các bạn nhé. Đây mình là 8.5cm các bạn nhé. Tôi đã lại này.
rồi này, cái đinh dư rồi này. Con thỏ là mặt cam thì trước tiên mình vẽ hình đầu nó đấy. Mình làm tai nó màu vàng các bạn nhé, cắt hai cái màu vàng này. Tai to thật sự. Như vậy là mình hoàn thành xong chiếc con thỏ.